Dạ em xin chào các anh và các bạn thân mến nha. Và từ hồi chiều hôm qua đến sáng nay thì thấy ông trời cũng không mưa. Sáng nay nhìn cái thời tiết khá là ngon lành các bạn. Cũng khá thuận lợi để cho mình phun thuốc cho cây mai ha. Thì tất cả các cây mai của em bữa nay em sẽ phun cho nó một chất các bạn để giúp cho lá mai mình nó thẳng thớm hơn nè. Và màu sắc lá mai mình nó đẹp tuyệt đối luôn. Thì mấy anh quan sát trên màn hình của em, mấy anh thấy cây mai này của em nó cũng có một số lá mai nó dúng 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 đó các bạn. Cũng có một số lá nó dúng 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 dúng. Nó không có được thẳng thớm. Còn màu sắc của lá mai thì nói chung là cũng tương đối ngon ha. Là các bạn thấy nó ra cái lá mai non nè. Nó dúng 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 dúng, nó không được thẳng ha. Thì bây giờ em chia sẻ với các anh mà mình phun cái chất này nè để làm cho lá mai mình nó xanh đẹp tuyệt đối và nó thẳng thẳng thớm tuyệt đối luôn. Quan trọng nhất là những cây mai mình nó đang ôm nụ và tạo nụ như thế này á, thì cái chất này nó làm cho cái nụ mình nó chắc khỏe, tươi sáng nụ, sạch sẽ nụ. Chất này thì lâu lâu mình mới bổ sung một lần các bạn, 2-3 tháng gì đó mình mới phun hỗ trợ cho nó một lần để giúp cho lá mai mình nó sạch đẹp ha. Và quan trọng nhất là cây mai mình nó đang tạo nụ, ôm nụ, phân hóa mầm hoa như thế này là mình phải cần phun vào một lần một cử để cho cái nụ mình nó chắc khỏe các bạn. Sáng nay thấy ông trời cũng không mưa, ổng nắng khá là tốt nè, sẵn chia sẻ với các bạn luôn. Các bạn thấy cây mai 3 4 5 tuổi này bữa nay cái bộ lá nó ra xinh xơi. Mai này bữa hổm nó bệnh hoàng lá gan xanh đó các bạn. Bữa nay là em phun toàn bộ tất cả các cây mai nhà của em luôn, phun luôn những cây mai con luôn đó các bạn. Còn 3 cái mai ghép của em ghép xong rồi em đem vào trong mát hoàn toàn luôn nè các bạn. Sau khi mình ghép xong á thì mình kiếm đồ mình che mặt chậu lại, nếu như nhà mình không có máy hiên đó. Nhà mình có máy hiên thì mình không cần mấy cái thao tác mà để che chậu. Còn này không có máy hiên phải kiếm đồ che chậu lại nè, tránh mưa nắng vào các bạn. Trong thời gian ghép này mình không có để nước này kia nọ hoặc là nắng trực tiếp vào trong thân cây mai mình nha. Này ghép cũng được 4 5 ngày rồi đó các bạn. Rồi em mời các bạn lên đây xem một số lá mai để mình phun các bạn. Thì bữa nay em phun là em phun cho tất cả các cây mai trồng đất này luôn hết các bạn. Có nghĩa là em phun toàn bộ hết trừ 3 cái cây mai ghép mới nãy ra ha. Còn cái lô mai này hổm dài em đăng lên 2 video em bán đó thì bán hết cũng còn lại chừng khoảng 20 cây nè, 1-2 ngày nữa em rảnh thì em đăng lên tiếp theo nữa các bạn. Còn mấy cái mai trồng chậu này, mấy hổm dài em quấn dây cho nó nè, tạo hình tạo dáng cho nó nè các bạn. Còn mấy anh còn nhớ cây mai nào không? Anh nào mà đã theo dõi video em hoài nữa thì chắc có lẽ mấy anh biết cây mai này ha. Để em quay cái thằng cho mấy anh kiểm tra ha. Cây mai này nè các bạn, hồi hôm tháng 7, giữa tháng 7. Giữa tháng 7 em ra video chia sẻ về chăm sóc nụ mai đó. Thì cây mai này lúc đó nó mới có nhú mầm mà các bạn, nó mới có nhú mầm. Thì hôm đầu tháng 7 đó em mới xả tàn cho nó, rồi em quấn dây, rồi hôm giữa tháng 7 đó nó mới nhú mầm. Thì em mới nói với các anh là cây mai này Tết nay chắc chắn là bông nó sẽ đặt bông. Rồi cũng có 1-2 anh là chừng nữa kêu em quay lại cây mai này nè cho mấy ảnh xem. Ý của mấy ảnh nói là đã 10 mấy tháng 7 rồi mà cây mai nó mới nhú mầm, sợ cây mai Tết nó không có bông á. Cho nên em cam đoan với mấy anh là cây mai này Tết nay nó có bông.
Thì chừng nữa em sẽ quay đời cập lại cho mấy anh xem. Thì bây giờ mấy anh thấy là bữa nay mới có mùng mấy tháng 8, Bảo tàng nó ra sum xuê như thế này nè, thì chắc cú là cây mai này Tết có bông ha các bạn. Cho nên về việc mà mình tạo nụ cho cây mai thì mình không có gấp gáp gì ha. Ví dụ như mình mua cây phôi mai ở dưới đất mình bứng lên đó, tháng 5, tháng 6 hoặc là giữa tháng 6 rồi đó, thì cây mai mình nó vẫn có bông, nếu mình chăm sóc tốt, nó phát triển kịp thời á thì Tết có bông hết các bạn. Củ tàng mấy anh thấy này nó ngon thấy không, nó ra được 3-4 cây lá rồi đó. Thì đợt này em phun là phun cho tất cả các cây mai nhà của em luôn, phun luôn 3 cây mai phôi này luôn nè các bạn. Đây là cái bình xịt của em nè, còn đó là cái nồi em chứa vào đó là 30 lít nước. Và đợt này em phun chắc này là em phun toàn bộ mấy cây mai con của em hết luôn, để giúp cho lá mai mình nó thẳng thớm nè, màu sắc thì nó xanh đẹp hơn các bạn. Và mấy cây mai mà tàn trong chậu của mình mà nó đang phân quá mầm qua rồi, nó đang tạo nụ kim tạo nụ rồi đó, thì cái chất này nó cũng làm cho cái nụ của mình nó chắc khỏe hơn á các bạn, nó vàng hơn, nó ngon hơn. Thì nói chung mình trồng mai á, thì không thể nào thiếu chất này các bạn. Thì nãy giờ em nói chắc đó chính là thằng canxi bo nè các bạn. Anh nào mà đã phun rồi thì thôi, còn anh nào chưa phun thì mình có thể hỗ trợ phun cho nó một cử hoặc là hai cử ha các bạn. Nhưng mà phun thằng này mình lâu lâu mình mới phun một lần, 2-3 tháng mình mới phun một lần các bạn. Một chai như thế này em mua em xài rất là lâu. Nè, công dụng của nó là tăng đậu hoa, chống rụng bông, rồi dưỡng hạt phấn, tăng đậu trái, chống thối trái, săn đọt. Săn đọt có nghĩa là cái đọt mình nó quắn, rồi cái lá mai mình nó quắn, nó nhăn đó các bạn, nó không được thẳng đó. Rồi chống nước cháy, ngã đổ, tăng năng sức. Mình trồng mai thì không thể nào thiếu canxi với mai nhơ đâu ha. Rồi nâng cao phẩm chất nông sản các bạn. Thì trong này nó kêu mình là các bạn là pha 20cc, 20cc cho bình 16 lít nước. Cái nồi này của em là 30 lít. Em sẽ chế ra cốc này là 30cc ha. Thì mỗi lần mà mình phun thuốc nấm bệnh hoặc là canxi này á, thì mình cũng phải cộng với thuốc sâu thôi các bạn. Thì trên màn hình của em là thuốc đặc trị sâu nhện nè các bạn, đặc trị sâu cuốn lá và nhện nè. Thì nói chung mình trồng mai á các bạn, là mình cũng phải thay đổi thuốc thường xuyên để cái con nhện và cái con bọ chỉ này kia nọ nó không kháng thuốc các bạn. Hai con đó nó rất là cứng đầu và nó khó trị, nó kháng thuốc, cho nên mình phải thay đổi. Còn mấy anh mà trồng một hai cây đó thì mấy anh có thể mua khoảng chừng 2-3 loại thuốc được rồi nha. Cái gói này nó có khối lượng là 15 gram, nguồn gốc sinh học, thuốc sâu là sinh học hết các bạn, có khối lượng là 15 gram. Trong này nó kêu mình pha từ 7 đến 8 gram cho bình 16 lít nước nè. Thì chút nữa mình sẽ xem làm sao mà mình pha cho nó đúng cách hết các bạn. Còn về cách pha thì ví dụ như nãy giờ em nói video các bạn không hiểu, thì chừng nữa các bạn muốn mua về á thì các bạn phải xem những hướng dẫn của nó một lần nữa rồi các bạn hãy sử dụng nha. Còn về cách pha và cách phun thì em khỏi quay ha các bạn, nói chung là nó khá là đơn giản rồi. Dạ rồi, thì cuối video thì em xin chúc các chú các anh và các bạn được vui vẻ, mạnh khỏe và thành công nha. Dạ em xin chào chú anh và các bạn nha.